10 nào. Cái gì cũng có thể nói dối, riêng kết quả thì không thể nói dối được. Và sau 10 năm thì nó đã chứng minh là công ty Trung Việt tồn tại được ở Việt Nam là 14 năm, 13 năm mình đã sử dụng cái sản phẩm này, năm nay là bước sang mùa tiêu thứ 10. Đó, rất ok đấy, các bạn thấy không? Rất ok đấy. Tiêu 14 năm như thầy con gái.